Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nhân điện. Nhân điện là từ chuyên môn dùng trong ngành điện sinh học của Tây y, có ý nghĩa là điện năng của con người. Theo Tây y cổ điển, trong cơ thể sinh vật, kể cả con người, đều tự phát ra một lượng điện năng tương đối yếu để thúc đẩy sự trao đổi chất của các tế bào hoặc dẫn truyền các xung động thần kinh và cơ bắp. Đến thế kỷ thứ 18, ý niệm nhân điện được nới rộng hơn khi bác sĩ người Áo Rene Anton Mesmer tìm ra tính từ động vật hay lưu chất tính từ, không chỉ hiện diện trong cơ thể sinh vật mà cả trong mọi vật thể khác. Chất này cũng có tính điện, nghĩa là có thể tích tụ và lan truyền không những trong một cơ thể mà còn từ người này sang người khác bằng nhiều cách, như sờ mó, đụng chạm hoặc qua những vật dẫn điện như thanh sắt hoặc qua không khí. Đồng thời cũng có những nhà khoa học như giáo sư Carl Ludwig von Ritterbach, Viện Hàn Lâm Khoa học Phổ, nghiên cứu chất này và gọi đó là thần lực hoặc sinh lực. Qua thế kỷ thứ 20, giới bác sĩ Tây y và nhiều nhà khoa học bắt đầu quan tâm đến lãnh vực này. Đáng chú ý là công trình nghiên cứu trường nhân khí, môi trường năng lượng của con người, vào năm 1911 của bác sĩ William Kuhner ở Bệnh viện Thomas London, Anh Quốc. Với những ghi nhận cụ thể các lớp năng lượng quanh cơ thể sống, các bác sĩ Bruce Rouse, Hoa Kỳ, George de la Roa, Anh Quốc cũng chế ra những thiết bị ghi nhận và đo đạc loại năng lượng này. Lý thuyết trường nhân khí càng trở nên dễ hiểu hơn qua công trình nghiên cứu xung khí, khí xung mãn của giáo sư phân tâm học người Áo Wilhelm Rick, được công bố vào năm 1939. Ông đưa ra một số quy luật của xung khí như sau. Xung khí có khắp nơi, nhưng mật độ mỗi nơi mỗi khác. Xung khí vận động không ngừng, nếu vận động của nó bị cản trở thì biến thành tử khí. Xung khí không có khối lượng và có trước vật chất cùng những hình thức năng lượng khác. Xung khí có hai hoạt động cơ bản đối lập nhau, hấp thu và phân tán, co rút và giãn nở. Sự tập trung xung khí trong tự nhiên có xu hướng tạo ra những hệ thống phát triển, đạt đến đỉnh cao, suy thoái rồi tan rã. Những dòng khí riêng lẻ sẽ tập trung và bộc lộ thành vật chất ở những nơi trước đó chưa có vật chất. Qua tác động của xung khí, vật chất đang hiện hữu có thể được tổ chức thành những hình thái sống ở những nơi trước đó chưa có sự sống sinh vật, vân vân. Lý thuyết khí Argon tương tự học thuyết khí âm dương của Á Đông mà giáo sư Osawa, nhà triết học y học ở thế kỷ thứ 20, đã nêu ra trong 7 nguyên lý của trật tự vũ trụ và 12 định lý về thế giới tương đối, gọi chung là nguyên lý vô song hay nguyên lý thống nhất trật tự vũ trụ, giống với lý bất nhị của Phật giáo. Cũng vào năm 1939, tiến sĩ Harold Perl, giáo sư sinh học trường đại học Yale, đã báo cáo về những bằng chứng có sự tồn tại của một trường điện động học trong cơ thể sống tại Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chứng minh cụ thể nhất là những hình chụp khí quang do hai nhà khoa học Liên Xô, Nga, Simeon và Christina Kilan ghi được. Dụng cụ của họ là một loại máy chụp hình theo kỹ thuật đặc biệt, không cần họp máy, có thấu kính, mà chỉ phóng một tia điện cực nhanh xuyên qua vật thể như người, thú vật, cây lá, khoáng chất và in lên phim, bắt nhạy. Hình chụp phơi bày những vùng ánh sáng từ vật thể tỏa ra mà mắt thường không thấy được. Khi xem các hình này, các nhà nghiên cứu không biết đó là gì, chỉ tạm gọi là sinh khí hoặc sinh trường. Bằng kỹ thuật chụp hình này, các nhà khoa học Liên Xô đã ghi được những điểm phát sáng trên da người tương ứng với vị trí những huyệt châm cứu của Đông y và cũng ghi nhận được sự biến đổi khí trường sau khi châm cứu. Từ những kết quả này, nhóm của Kilan và giới khoa học Liên Xô cho rằng có thể dùng máy chụp khí quang để phát hiện bệnh trạng của con người dù chưa có triệu chứng bộc lộ và các phương tiện chẩn đoán khác của Tây y không ghi nhận được. Từ đó đến nay, có rất nhiều công trình phát hiện và nghiên cứu trường nhân khí. Chẳng hạn, nhà vật lý Walter Kinner dùng máy ảnh có chất disjanin,
chụp năng lượng quanh cơ thể sống. Và ngay cả cơ quan hàng không vũ trụ Hoa Kỳ, NASA, cũng tham gia vào công việc này với nhóm nghiên cứu của nhà vật lý học Carr và bà Barbara Ann Brennan. Những khám phá về nhân khí đang được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, trong số đó có y học như thuật thôi miên và thuật chữa bệnh bằng nhân điện, chính yếu dùng năng lượng phát ra từ lòng bàn tay, như trường hợp nữ bác sĩ Huna ở Liên Xô, hoặc hai bác sĩ Dora Kuhn và Dolores Rieger ở Mỹ. Như vậy, nhân điện hay năng lượng sinh học của phương Tây chính là khí theo quan điểm Á Đông, và thuật chữa bệnh bằng nhân điện cũng chẳng phải là mới mẻ, mà đã có từ xa xưa, gọi là chưởng liệu pháp. Đặc biệt trong các môn khí công của Trung Quốc, hiện vẫn còn nhiều người học tập và thực hành. Thí dụ như môn cách sơn đả ngư, cách núi đánh trâu của bác sĩ khí công Trương Huy, có thể phóng khí từ lòng bàn tay đi xa hàng mấy trăm cây số để trị bệnh cho người. Hoặc môn nội khí ngoại phóng, phát khí trong người ra ngoài của phái Thiếu Lâm Phúc Kiến, môn khí chưởng của phái Võ Đan, vân vân. Và nổi tiếng nhất là chưởng pháp của nhà khí công Nghiêm Tân, được thiên hạ xưng tụng là Thiên Phủ Thần Y Hoa Đà Tái Thế. Điều đáng nói là, theo các tài liệu ghi nhận, ngoài những trường hợp bẩm sinh như cô Huna ở Nga, hoặc do đột biến trong cơ thể, do điện giật, tai nạn, vân vân, khả năng chữa bệnh bằng khí công không thể chỉ học tập vài ngày là được, mà đó là kết quả của một quá trình luyện tập nghiêm túc lâu dài. Chẳng hạn, bác sĩ khí công Trương Huy phải mất 8 năm ròng rã, và ông Nghiêm Tân gần 10 năm luyện công trong rừng, giữ nghiêm thất giới, kiêng rượu, dâm, danh, lợi, không nói bậy, không đánh người, không ngủ nhiều, và ăn chay trường đơn giản thiên nhiên. Tuy nhiên, cũng theo tài liệu nghiên cứu, người bình thường có thể học tập một số kỹ thuật vận dụng khí năng để hỗ trợ tiến trình trị liệu của y học, thí dụ như các môn phái khí công của Trung Quốc hoặc chưởng liệu pháp của phương pháp thực dưỡng Maropiotis. Sau khi nghe xong quyển sách, nếu các bạn thấy hay và bổ ích, các bạn hãy đến ngay nhà sách gần nhất tìm mua sách gốc để ủng hộ tác giả và nhà xuất bản nha. Ha ha ha,